tại trung tâm thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nơi nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, đầy chất thơ. Được coi là một Việt Nam thu nhỏ, Phú Yên có đầy đủ cảnh quan mà rất nhiều nơi phải mơ ước. Từ bàn tay, khối óc của những con người kiến tạo điểm đến đã sáng tạo nên một trung tâm nhà phố thương mại sang trọng, đẳng cấp đích thực. HTL Seaside kiến tạo trải nghiệm thượng lưu bên thành phố biển. Sở hữu tọa độ vàng tại trung tâm thành phố Tuy Hòa, dễ dàng kết nối đa điểm đến các tiện ích khu vực hay các địa danh nổi tiếng thu hút khách du lịch như Vịnh Vũng Rô, Gành Đá Đĩa, Tháp Nghinh Phong, Đầm Ô Loan, Bãi Xếp, nằm trên mặt đường Hùng Vương, cách bờ biển chỉ 500m. Dự án HTL Seaside chính là bản giao hưởng của những cơn gió mát lành và làn nước trong xanh đầy chất thơ. Kết tinh thành những dãy shop theo sang trọng, độc đáo, công năng vượt trội, sản phẩm đa dạng, góp phần mang lại lợi nhuận hấp dẫn bậc nhất dành cho chủ nhân. HTL Seaside sở hữu tầm cao vượt trội, lên tới 9 tầng một thượng duy nhất tại thành phố Tuy Hòa. Với tầm nhìn City View, đem đến khả năng kinh doanh sinh lời vượt trội cho các mô hình cao cấp. HTL Seaside với số lượng chỉ 232 căn, với 3 loại hình sản phẩm ưu việt. Biết Sofitel, sản phẩm mặt đường Hùng Vương. Sea View Sofitel, sản phẩm mặt đường Nguyễn Văn Huyên. Boutique Sofitel, sản phẩm nội khu đường Nguyễn Văn Huyên. Mặt tiền lớn, diện tích linh hoạt, cùng loạt ưu thế về vị trí, công năng, HTL Seaside sẽ là lựa chọn lý tưởng dành cho các nhà đầu tư khi tiềm năng du lịch của địa phương nói riêng và thị trường bất động sản nghỉ dưỡng toàn quốc nói chung đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. HTL Seaside vượt tầm đỉnh cao, giao thoa đa sắc.